Xin chào. Xin chào. Còn 5 phút nữa.
Hello Linh. Thế là đủ người đấy nhỉ. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ có một cái buổi talk show chia sẻ về chủ đề là trường học hạnh phúc. Thì chắc là mọi người cũng nắm được những cái câu hỏi và cũng nắm được cái chủ đề ngày hôm nay rồi nhỉ. Chắc là đợi một xíu nữa cho đúng giờ với cả cho mọi người vào đông đông hơn. Hello mọi người nha, mọi người mà thấy cái livestream này rồi thì mọi người có thể để lại bình luận nhé. Mọi người có thể để lại bình luận hai xin chào hay gì đấy để cho tất cả mọi người trong livestream có thể biết được là mọi người đã tham gia cũng như là đã lắng nghe và chuẩn bị tinh thần để tham gia cái buổi talk show ngày hôm nay, bởi vì ngày hôm nay sẽ có rất là nhiều những cái thứ hay ho đấy. 53 người xem rồi. Chắc là hôm nay thì sẽ có rất là nhiều những cái câu hỏi, ngoài những câu hỏi mà do Mai Phương tự đặt ấy, thì mong là tất cả mọi người xem livestream thì cũng sẽ để lại nhiều những cái câu hỏi dành cho khách mời. Hôm nay là chúng ta có hai vị khách mời rất là đặc biệt, một người thì là chuyên gia giáo dục, còn một người thì là hoa hậu, mà hoa hậu thì cũng là một người hoa hậu mà rất nổi tiếng với việc học hành, nên là các bạn học sinh này hay kể cả là những cái người mà chúng ta đang làm về ngành giáo dục thì mọi người cũng hãy tham gia, cũng như là mời bạn bè của mình liên quan đến ngành nghề này thì tham gia vào đây để chúng ta có thể giao lưu và chia sẻ nhiều hơn. Hello, xin chào tất cả mọi người nha. Ok, và bây giờ thì chúng ta đã chính thức là 2 giờ giờ mà chúng ta hẹn với tất cả mọi người lên livestream rồi. Thế chắc là chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu khởi động cho buổi livestream ngày hôm nay trước. Thì đầu tiên thì chắc là cho phép Mai Phương xin được giới thiệu về bản thân cho hai vị khách mời cũng như là tất cả các bạn đang theo dõi livestream ngày hôm nay. Thì hiện tại thì Mai Phương đang làm công việc MC, công tác tại Đài Truyền hình Việt Nam. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ có một buổi giao lưu trò chuyện về một chủ đề vô cùng đặc biệt. Và chủ đề của TikTok Live ngày hôm nay đó chủ đề trường học hạnh phúc. Ngày hôm nay thì buổi TikTok Live được tổ chức bởi ban tổ chức của chương trình là Chia sẻ cùng thầy cô năm 2023 và TikTok Live Việt Nam. Chương trình Chia sẻ cùng thầy cô thì là một cái chương trình thường niên do Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam kết hợp với cả Bộ Giáo dục và Đào tạo và đặc biệt là Tập đoàn Thiên Long để tổ chức hàng năm, giúp cho các cô giáo có thể là khuyến khích họ, giúp những người giáo viên mà luôn luôn vượt khó để mang tri thức đến với rất là nhiều học sinh khác nhau. Và khi mà chúng ta nhắc đến chủ đề mà trường học hạnh phúc thì mọi người sẽ nghĩ về điều gì đầu tiên? Theo quan điểm của rất nhiều người thì giáo dục mà thành công thì chỉ khi mà tạo ra một người hạnh phúc, một công dân hạnh phúc. Những công dân hạnh phúc thì đến từ đương nhiên là phải đến từ những ngôi trường hạnh phúc rồi. Và làm thế nào để chúng ta có thể tạo được một cái môi trường hạnh phúc, một cái ngôi trường hạnh phúc là khi mà học sinh hạnh phúc này, phụ huynh hạnh phúc này và cả thầy cô hạnh phúc. Tức là các bạn học sinh đến trường là một niềm hạnh phúc, đi dạy của các thầy cô là một niềm hạnh phúc và phụ huynh khi gửi con đến trường thì cũng là một cái sự hạnh phúc của họ. Và để chia sẻ và thảo luận về một cái chủ đề nghe có vẻ là giản dị nhưng mà rất là sâu sắc như thế này thì cái chương trình ngày hôm nay được tổ chức bởi ban tổ chức của chương trình Chia sẻ cùng thầy cô năm 2023 với một cái chủ đề trong buổi TikTok Live ngày hôm nay, và chắc chắn rằng là mong là cái buổi TikTok Live ngày hôm nay sẽ tiếp cận với thật nhiều bạn trẻ, vì ứng dụng TikTok cũng là một cái ứng dụng mà được rất là nhiều các bạn trẻ theo dõi. Và chủ đề ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng thảo luận làm sao để có thể tạo nên được một ngôi trường hạnh phúc, làm sao để chúng ta có thể đi học một cách hạnh phúc, đi dạy một cách hạnh phúc và cho con đi học một cách hạnh phúc. Và đương nhiên mọi người có thể thấy là hai vị khách mời tham gia với buổi TikTok Live ngày hôm nay. Xin trân trọng giới thiệu vị khách mời đầu tiên, đó chính là Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Thành Nam, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Giáo dục Đại học Quốc gia Hà Nội, Phó Chủ tịch Hội Khoa học Tâm lý và Giáo dục Việt Nam. Em chào anh ạ. Chào Lương Thùy Linh và xin chào tất cả các bạn. Rất vui được có mặt hôm nay ở trong chủ đề TikTok Live của chúng ta với một cái câu chuyện rất hay, đấy là làm thế nào để xây dựng được các cái trường học hạnh phúc. Và hy vọng rằng là cái buổi chia sẻ ngày hôm nay của chúng ta sẽ mang lại rất là nhiều những ý tưởng cho các bạn
để mỗi chúng ta mỗi ngày khi mà đến trường sẽ cảm thấy vui vẻ và hạnh phúc nhiều hơn nhé. Vâng ạ, em cảm ơn anh và mong được nghe thật nhiều chia sẻ của anh ngày hôm nay. Và vị khách mời thứ hai, một hoa hậu vô cùng xinh đẹp và tri thức, xin trân trọng giới thiệu là hoa hậu Lương Thùy Linh, hoa hậu thế giới năm 2019 và là đại sứ của chương trình chia sẻ cùng thầy cô năm 2023. Xin chào Thùy Linh. Dạ, xin chào thầy Nam cũng như là anh chào chị Mai Phương và tất cả các bạn đang xem livestream TikTok ngày hôm nay. Linh mong là thông qua cái buổi livestream ngày hôm nay thì Linh cũng như là thầy Nam và chị Mai Phương sẽ gửi đến mọi người thật là nhiều thông tin để tham khảo, cũng như là những cái thông điệp thú vị và ý nghĩa mà liên quan đến một cái ngôi trường mà được gọi là hạnh phúc. Vâng ạ. Ngày hôm nay thì như Mai Phương đã nói từ ban đầu ấy, là chúng ta có hai vị khách mời. Một người thì là chuyên gia giáo dục, một người thì là một học sinh mà phải nói là rất là chăm chỉ mà lại còn xinh đẹp, vừa xinh đẹp mà vừa chăm chỉ mà vẫn có thành tích học tập tốt, thì chắc chắn là chúng ta phải học hỏi rất là nhiều. Thế thì câu hỏi đầu tiên em xin phép anh Nam là sẽ hỏi Thùy Linh đầu tiên. Thùy Linh thì nổi tiếng là một hoa hậu này, không chỉ xinh đẹp mà như Phương nói là có một cái bảng học tập cực kỳ tốt, thành tích học tập rất là tốt này. Và Mai Phương cũng được biết là Linh rất là thích đi học. Đó, thế nên là khi mà mình một người mà thích đi học thì chắc chắn là khi mình đi học mình sẽ có rất là nhiều những cái niềm vui, những cái niềm hạnh phúc khi mà đến trường. Thì Linh có thể chia sẻ cái niềm hạnh phúc nhất của Linh khi mà đến trường là gì không? Linh nghĩ là Linh nghĩ là cái việc học hành á, vì sao mà mình thích học? Linh nghĩ là tất cả những em trẻ em hay là kể cả người lớn thôi, thì chúng ta đều làm cái điều gì đấy vì là chúng ta muốn làm điều gì đấy, vì chúng ta tìm thấy cái niềm vui và hạnh phúc ở trong điều đó nên chúng ta mới làm. Và Linh cũng vậy, đối với việc học thì Linh cảm thấy như là mỗi ngày đến lớp Linh lại được các thầy cô có thể là giới thiệu cho những cái chân trời kiến thức mới, hay là chỉ đơn giản là được đến lớp để có thể gặp bạn bè rồi tám chuyện với bạn bè, thì Linh nghĩ là đó cũng là những cái ký ức rất là vui mà khiến cho Linh cảm thấy là cái việc đến trường là vô cùng hạnh phúc. Và càng lớn lên rồi thì em mới càng nhận ra là cái thời gian mà mình được đến trường, mình được đi học, có lẽ là cái khoảng thời gian mình cảm thấy mình vui nhất, hạnh phúc nhất. Bởi vì cái thời gian đó là thời gian mà chúng ta rất là ít âu lo, rất là hồn nhiên. Ngày nào chúng ta cũng được khám phá những cái điều mới mẻ về thế giới xung quanh. Bên cạnh đấy thì lại có những cái người bạn đồng hành, là những cái người bạn cùng lớp với mình, và bên cạnh đó là cả thầy cô nữa. Thì Linh nghĩ là đó là những cái điều mà khiến cho Linh cảm thấy là cái khoảng thời gian mà mình đi học là khoảng thời gian hạnh phúc nhất cuộc đời của mình. Cái điều này thì chắc chắn là Mai Phương rất đồng tình với cả Linh luôn. Bây giờ khi mà mình đi làm rồi, mình phải đi ra ngoài, mình kiếm tiền, mình lo cơm áo gạo tiền, thì đúng là mình nghĩ lại là sung sướng nhất chắc là cái lúc mà mình ngồi trên ghế nhà trường, lúc mà mình được vô lo, vô nghĩ, đúng không ạ? Đó là chia sẻ của một người đóng vai trò là học sinh. Còn anh Nam, một người mà mình đang đi giảng dạy, là một thầy giáo, thì theo anh thì cái điều gì mà hạnh phúc nhất khi mà anh được dạy học và anh cảm thấy trong quá trình mà mình đi giảng dạy ạ? Thực ra hạnh phúc nó là cái cảm nhận mình cảm thấy bình an ở trong lòng, mình cảm thấy hài lòng với bản thân, mình cảm thấy là mình tự hào vì những cái công việc mà mình làm, và cái đó nó là một cái cảm giác mãn nguyện ở phía bên trong, nó là cảm nhận rất là chủ quan thôi. Thế đối với cả những cái người thầy đi dạy thì mình là muốn trao truyền những cái giá trị mà mình có cho các bạn học sinh, mà chúng ta muốn làm cho những cái người xung quanh cảm thấy vui vẻ và hài lòng mà. Vì vậy cho nên là những cái người thầy hạnh phúc ấy, họ có một cái tấm lòng, họ muốn khao khát là được truyền tải những giá trị rồi là những cảm xúc tích cực cho mọi người, và hàng ngày hàng giờ ấy, những cái hành động của họ được chia sẻ và mọi người nhận ra được cái tấm lòng đó, họ cảm thấy vui hơn và họ cảm thấy hạnh phúc hơn, thì cái điều đấy khiến cho người thầy sẽ trở nên hạnh phúc. Hay nói một cách khác, đấy là khi đến trường, mỗi một học sinh hạnh phúc, mỗi một sinh viên hạnh phúc, hay là mỗi một cái nụ cười của đồng nghiệp, mỗi một cái bắt tay của đồng nghiệp sẽ tạo nên một cái tế bào hạnh phúc ở trên cơ thể người thầy. Tức là xung quanh tôi nếu mà có nhiều nụ cười, nhiều ánh mắt thân thiện, nhiều niềm vui, và mọi người cảm nhận được rằng là những cái điều mà thầy nói nó đúng, những cái điều mà thầy nói nó hữu ích cho em, em đã nghĩ theo một cái cách thức mới sau khi mà trò chuyện với thầy, thì cái điều đó nó mang lại những cái hạnh phúc cho chúng ta. Và với tôi thì thậm chí là nhìn thấy những người học trò mà được phát triển hoặc là họ có một cái thành tích gì đó, thì đối với tôi nó giống như một món quà ấy. Mỗi sáng thức dậy thấy trên truyền thông có một tin gì đấy đưa về là cậu này
là đã có được một cái thành công, một cái bước tiến mới ở trên cái sự nghiệp, và bạn ấy lại làm cái người học trò của mình. Trước đây mình đã từng chia sẻ với bạn những cái câu chuyện về cuộc đời hay là về cách thức đối nhân xử thế, nhưng bây giờ bạn vận dụng những cái đó trở nên thành công hơn, không có niềm hạnh phúc nào ạ. Có thể thấy rằng là niềm hạnh phúc của thầy giáo thì chính là nhìn thấy học trò của mình thành công, hay là một nói một cách khác là hàng ngày mình giảng dạy và mình cảm thấy là học trò của mình tiếp thu này, hay là có những sự thay đổi thì mình cũng cảm thấy rất là hạnh phúc, đúng không ạ? À, đấy là chia sẻ cá nhân đến từ hai vị khách mời, một người thì đã đóng vai trò là học sinh, còn một người thì đóng vai trò là thầy giáo. Nhưng mà bây giờ thì Mai Phương sẽ có một câu hỏi dành cho cả hai vị khách mời. À, đầu tiên là Lương Linh trả lời trước nhá. À, thì sau những cái chia sẻ cá nhân như vậy và sau những cái trải nghiệm cá nhân thì theo Linh, định nghĩa như thế nào là một ngôi trường hạnh phúc? Linh nghĩ là sẽ có rất là nhiều định nghĩa về cái môi trường hạnh phúc. Linh nghĩ là hạnh phúc hay không thì nó tức là mỗi người sẽ có một cái định nghĩa khác nhau, mỗi người sẽ có một cái trải nghiệm khác nhau khiến cho họ hạnh phúc. Nhưng mà đối với Linh thì có lẽ là cái ngôi trường hạnh phúc có lẽ sẽ tới từ hai khía cạnh. Thứ nhất, Linh nghĩ là Linh rất từ bé đến lớn thì Linh rất là mong muốn luôn được học trong một cái ngôi trường mà có đầy đủ các cơ sở vật chất tốt để Linh có thể có được nhiều trải nghiệm trong học tập và có nhiều hứng thú trong học tập hơn. Và bên cạnh đấy, cái điều thứ hai Linh nghĩ là đây là một cái điều vô cùng quan trọng, đó chính là những người đồng hành với mình, đó chính là những thầy cô giáo, những người bạn bè của mình. Khi mà đương nhiên là mình sẽ cảm thấy rất là hạnh phúc nếu như mà mình được học trong một cái ngôi trường khang trang hiện đại, nhưng nếu như không có các thầy cô và những người bạn của mình cùng đồng hành với mình để khiến cho những cái thứ vật chất đó thì đương nhiên nó cũng chỉ là những cái thứ vô tri, nó không có xúc cảm. Nhưng mà nếu như mà có thêm sự đồng hành của các thầy cô cũng như là bạn bè thì Linh nghĩ là những cái trải nghiệm đó thực sự đáng nhớ hơn rất là nhiều. Có thể thấy là với một góc độ cá nhân, một người đi học rồi bây giờ là Lương Linh cũng đi dạy học, thì chia sẻ của Linh cho Mai Phương thấy rằng là công nhận là có rất là nhiều trải nghiệm mà mình sẽ cần trải nghiệm khi mà mình đi học, và những cái trải nghiệm đấy thì cũng mang lại cái niềm hạnh phúc cho mình. Đôi khi cũng không hẳn là một ngôi trường quá sang trang, khang trang, hay là một ngôi trường phải đầy đủ tiện nghi quá nhiều thứ, nhưng mà cái cảm giác đi học nó là cái cảm giác hạnh phúc mà mỗi người cần phải có và đặc biệt là sẽ trải qua trong cuộc đời, đúng không ạ? Đó là góc độ cá nhân của những cái người giống như Linh và Mai Phương. Còn về phía anh Nam, một người chuyên gia về giáo dục, thì theo anh định nghĩa như thế nào về một ngôi trường hạnh phúc ạ? Tôi cũng hoàn toàn đồng ý với Lương Linh thôi. Trường học hạnh phúc ấy là nơi mà tất cả mọi người trong đấy, có cả các bạn học sinh, sinh viên này, giáo viên này, tất cả cán bộ, nhân viên nhà trường, tất cả mọi người ấy đều cảm nhận được là đấy là cái nơi mà mình được yêu thương, đấy là cái nơi mà mình đến mình cảm thấy được an toàn, mình được tôn trọng, mình được hiểu nhau và mình cảm thấy là mình có giá trị. Những cái hoạt động của mình ở nơi đó ấy, được người khác ghi nhận. Thế thì cái ngôi trường hạnh phúc ấy, đối với cả những người học ấy, là cái nơi mà ví dụ như là chúng ta đến, chúng ta có những cái đặc điểm nó rất là khác nhau, đúng không? Chúng mỗi người đều có một cái năng khiếu, mỗi người đều có một cái ước mơ, nhưng mà khi đến ngôi trường đấy, tất cả chúng ta đều được phát huy những cái tiềm năng của mình, đều được thể hiện ra những cái điều gì đấy mà mình suy nghĩ, và như vậy tất cả những cái hy vọng này, những cái ước mơ này, rồi là những cái mục tiêu của mình này, được các thầy cô khuyến khích, được mọi người thúc đẩy, và chúng ta được phép thể hiện tất cả những cái sự độc đáo của bản thân mình, những cái cá tính của bản thân mình ở trong một cái môi trường mà mọi người rất là tôn trọng. Mọi người không có một cái sự phân biệt là tại sao bạn này lại có một số những cái đặc điểm đó với cả tất cả những cái người khác. Và ở trong cái môi trường đấy thì người giáo viên sẽ đóng vai trò nó là nòng cốt để giúp cho người học cảm thấy là mình được an toàn, được yêu thương, tôn trọng, được hiểu và có giá trị. Ví dụ như là gì? Các thầy cô sẽ chấp nhận sai lầm của người học. Ai chả có sai lầm, coi lỗi lầm là cái cơ hội tự nhiên chúng ta cảm thấy vui vẻ, hạnh phúc hơn. Rồi ví dụ như là người học sẽ cảm thấy rằng ai cũng có quyền được bảo vệ, kể cả là con có một cái lỗi sai gì đó, nhưng mà con vẫn được tôn trọng và con vẫn được bảo vệ, được ứng xử công bằng ở trong mọi tình huống. Đôi lúc chỉ cần là gì? À, cô ân cần, quan tâm và lắng nghe, trả lời một cái câu hỏi gì đấy mà các bạn biết hết rồi, nhưng mà tại vì con chưa chưa hiểu, hoặc là mình đã bị gọi là lãng đi ở đâu đấy, nhưng mà cô vẫn ân cần để mà trả lời những câu hỏi đó.
Rồi ví dụ như là đôi lúc mình cho phép là những người học ấy được bộc lộ những cái cảm xúc nó hơi tiêu cực một chút. Thường là chúng ta cứ khuyến khích là phải chia sẻ với nhau những cảm xúc tích cực, nhưng mà ở môi trường hạnh phúc đôi lúc ấy là được phép là chia sẻ những cái cảm xúc tiêu cực, nhưng mà bằng một cái cách thức tôn trọng và phù hợp. Đấy, rồi ví dụ như là đôi lúc chúng ta sẽ cảm thấy được hiểu, được có giá trị khi mà cô chỉ dừng lại một chút thôi và nhận ra được những cái cảm xúc ẩn đằng sau cái lời nói của chúng ta. Một bạn học sinh bảo là con bình thường, nhưng mà mắt thì cúi xuống, tay thì vân vê tà áo. Cô chỉ cần hỏi một câu, cô thấy rằng hình như là con đang có một chút gì đấy lo lắng khi mà con đang gọi là không nhìn thẳng vào mặt cô, vào mắt cô khi mà trả lời câu hỏi này. Đấy. Rồi ví dụ như là chúng ta sẽ cảm thấy hạnh phúc khi mà tất cả những cái hoạt động ở nhà trường chúng ta được tham gia. Những cái ý tưởng dẫu có thể nó chưa khả thi lắm nhưng mà vẫn được người khác nhìn ra được những cái điểm hợp lý hoặc điểm sáng tạo trong đó. Thì đấy là cái môi trường mà mỗi học sinh đều khao khát hướng tới. Đấy cũng chính là những cái ngôi trường hạnh phúc mà chúng ta cũng đang muốn xây dựng. Có thể thấy rằng là định nghĩa về ngôi trường hạnh phúc thì đúng là nó có rất nhiều thứ mà chúng ta cần phải nghĩ đến, chứ không phải là một yếu tố. Nhưng mà ngày hôm nay thì dù là chúng ta bàn về câu chuyện ngôi trường hạnh phúc, nhưng mà Mai Phương biết rằng là ở ngoài xã hội kia cũng có rất nhiều vấn đề khiến cho các bạn học sinh này, một vài bạn học sinh hay là một vài thầy cô hay kể cả là phụ huynh cảm thấy là không đủ hạnh phúc khi mà đưa con đến trường, hoặc không đủ hạnh phúc khi đi học, hoặc không đủ hạnh phúc khi mình giảng dạy. Vậy thì theo Lương Thùy Linh, theo những cái hiểu biết cá nhân hay những cái trải nghiệm cá nhân, thì theo Lương Linh thì đâu là cái yếu tố mà khiến cho các bạn học sinh cảm thấy rằng là mình không hạnh phúc khi tới trường, hay là thầy cô cảm thấy mình không vui vẻ khi giảng dạy, hay kể cả phụ huynh họ không cảm thấy hạnh phúc khi đưa con mình tới trường, thì Linh đang cảm thấy cái vấn đề nó nằm ở đâu? Linh nghĩ đây thực sự là một cái câu hỏi rất là lớn, và Linh nghĩ là cái câu hỏi này thì Linh nghĩ là thầy Nam sẽ là người rõ hơn Linh rất là nhiều, vì thầy Nam đã có rất là nhiều kinh nghiệm. Nhưng mà nói chung là Linh thì cũng muốn chia sẻ một chút cái trải nghiệm của mình, tại vì là Linh cũng vừa mới bước ra từ môi trường đại học, bên cạnh đấy là cũng có một chút trải nghiệm với giảng đường nữa. Thì Linh nghĩ là nếu như mà đứng về khía cạnh của học sinh, vì sao mà họ chưa cảm thấy vui vẻ và hạnh phúc khi được tới trường, Linh nghĩ là có thể là do là họ chưa tìm thấy cái nguồn hứng thú trong việc học tập. Đôi khi ví dụ như bản thân Linh đi, thì đương nhiên là không thể nào mà mình thích tất cả các môn học ở trên trường được, và mình không thể nào mà giỏi hết tất cả các môn được. Đương nhiên là vẫn có người làm được như vậy, nhưng mà Linh thì không phải là cái kiểu học sinh như vậy. Mình sẽ chỉ có thể giỏi ở một vài môn mà mình có hứng thú với nó thôi. Thì Linh nghĩ là cái việc mà không có hứng thú với việc học tập có thể là tại vì các bạn đang chọn cái môn học mà chưa thực sự phù hợp với cái thế mạnh và cái sở thích của các bạn, nên là các bạn chưa cảm thấy vui vẻ khi tới trường. Khi mà mình làm cái điều gì đấy mà nó không phải đam mê của mình thì chắc chắn là mình sẽ cảm thấy như là nó là một sự dày vò vậy. Nó là một sự rất là khó khăn để mình có thể học tập được. Còn về phía là một ví dụ như là một giảng viên, các thầy cô giáo mà lên trường mà chưa cảm thấy hạnh phúc, thì thực ra là Linh thì chưa may mắn là Linh chưa có trải nghiệm là mình không cảm thấy vui khi mà đứng trên bục giảng. Linh thì luôn cảm thấy là cái việc mình có thể chia sẻ những cái kiến thức và những cái trải nghiệm, những cái điều mình biết tới những cái bạn sinh viên, học sinh, thì Linh nghĩ là nó là một cái điều hết sức là hạnh phúc. Linh luôn muốn chia sẻ để có thể là lỡ đâu có một ai đấy tìm thấy những cái điều mà mình chia sẻ nó thực sự có ích và giúp đỡ cho được các bạn. Nên là cái phần lý do tại sao mà các thầy cô cảm thấy việc lên học đường là chưa vui vẻ thì Linh cũng chưa biết là tại sao nữa. Có lẽ là để thầy Nam trả lời cho câu hỏi này. Vâng ạ, có thể thấy rằng là cái yếu tố mà mình gọi là không không hạnh phúc khi đi học, mình đang đóng vai trò là học sinh đúng không, thì chắc là có nhiều lý do. Mai Phương có đọc được comment ở phía bên Mai Phương thì không biết là mọi người có đọc được không, thì có bạn bảo là bài tập về nhà. Mình rất là ghét bài tập về nhà, cái đấy là tâm lý chung, nhưng mà thật ra thì ai đi học thì cũng có bài tập về nhà hết bạn ạ. Nên là Mai Phương nghĩ đấy cũng là một cái yếu tố mà không thể nói là không hạnh phúc được, mà gọi là mình nhiều khi mình hơi áp lực, dùng từ áp lực thì đúng hơn, đúng không ạ? Hay là cái việc mà có một bạn comment là cô ơi con bị ông nội bắt học nhiều không được chơi,
không được coi máy tính đó. Thật ra thì ở trên TikTok anh Nam ở trên này thì có rất là nhiều các bạn rất là dễ trẻ, có khi các bạn có chỉ khi chỉ học cấp 2 thôi đó, là các bạn cũng xem client này rất là nhiều. Đấy là những yếu tố mà khiến cho mọi người cảm thấy là ơi không được vui lắm, hơi áp lực một chút khi mà đi học. Nhưng mà Mai, riêng về phía cạnh của Mai Phương chẳng hạn, thì Mai Phương thấy là bây giờ ấy, không hiểu sao Mai Phương rất là hay đọc được những cái bài báo liên quan đến học bạo lực học đường. Thì Phương nghĩ đấy cũng là một vấn đề mà thật sự là đáng lo ngại khi mà các bạn học sinh đi học. Vì Phương biết rằng là có rất nhiều bạn rất là thích học, nhưng mà khi mà đến trường ấy, gặp cái tình trạng mà bị bắt nạt hay là gặp bạo lực học đường thì cũng khiến cho các bạn ấy cảm thấy không hạnh phúc khi đi học và sẽ ảnh hưởng đến tuổi thơ của các bạn đấy. Đấy thì Phương nghĩ đấy cũng là một vấn đề mà chúng ta cũng nên nêu ra khi mà nói đến vấn đề không hạnh phúc. Còn về phía anh Nam, bây giờ thì em và Linh thì cũng đang rất là mong chờ cái câu trả lời của anh. Đứng từ phía một người chuyên gia thì theo anh là những yếu tố nào hay là những cái vấn đề nào đang nổi cộm trong cái việc mà khiến cho trường học không hạnh phúc ạ? Trường học hạnh phúc ấy, thì nó đối nghịch với trường học mà viết tắt bởi chữ mad and sad, thì tiếng Anh mad là điên khùng, sad là buồn bã. Thế thì mad thì nó lại viết tắt bởi các chữ tiếng Anh là memorizing, analyzing and data processing. Có nghĩa rằng là gì? Nếu mà cái việc học ở trường ấy nó chỉ dựa trên cái việc là mình phải nhớ, mình phải học thuộc, mình phải phân tích tất cả các dữ liệu, rồi mình luôn luôn phải xử lý cái dữ liệu đấy, là mình phải đưa ra một cái hành xử mà nó chỉ có một cái phương án duy nhất đúng đó. Thế thì tự nhiên chúng ta cảm thấy nó rất là quá tải, kiểu giống như là suốt ngày phải ghi nhớ, rồi suốt ngày phải cân nhắc, rồi suy nghĩ, rồi xem nó giống như là cái kiểu là chúng mình chỉ có tập trung vào những cái gì mà được dạy và phải làm theo y như thế thôi, không có cái sự sáng tạo gì cả. Thì khối lượng mà cứ càng nhiều, và bây giờ cái việc mà cứ bắt buộc phải nhớ, phải làm lại, phải dò bài, phải làm tất cả những cái gì đấy theo cái tiếp cận nội dung, thì sẽ khiến cho chúng ta bị gia tăng áp lực, và đấy là một trong những cái mà nó giết chết đi những cái cảm xúc, cái hạnh phúc của học sinh. Cái thứ hai nữa, chữ sẽ thì viết tắt bởi chữ là Seven Purpose, Admission, Orient và Dreamless. Có nghĩa rằng là gì? Chúng ta giống như là học tập nhưng mà chúng ta bị điều khiển ấy. Rồi ví dụ như chúng ta bị định hướng, mà định hướng ở đây ý, lại là định hướng về mặt thành tích ý, chứ không phải là định hướng về khát vọng. Tôi muốn cống hiến cái gì, tôi cảm thấy tôi cần phải có trách nhiệm, tôi cần phải tham gia vào cái việc gì, tôi phải tạo ra những cái giá trị cho xã hội. Và như vậy thì không có ước mơ. Chúng ta dường như là chúng ta cứ học và cứ theo đuổi những cái tiêu chuẩn nào đấy, mà tiêu chuẩn đấy nhiều lúc chúng ta quên mất, chúng ta cảm thấy là mình dừng lại và mình thấy rằng hình như đấy không phải mục tiêu của mình. Cái điều đó thì cũng làm cho nhiều khi hạn chế cái năng lực tư duy phản biện, hạn chế cái việc là chúng ta xác định được đam mê của mình là gì, hay chúng ta xác định được cái mục tiêu gì là của mình là gì. Rồi bây giờ chúng ta nhìn thấy là giáo dục nó sẽ phải hướng đến là phải có những chương trình cá nhân hóa. Nếu bạn là con cá thì bạn sẽ hạnh phúc nhất khi mà bạn được bơi. Nhưng mà nếu mà ví dụ bạn là con cá mà bây giờ lại yêu cầu là bạn phải chạy hay bạn phải leo cây thì rõ ràng là không hạnh phúc rồi. Đấy, thì hiện tại bây giờ nhiều khi cái ngôi trường của chúng ta nếu mà không có thúc đẩy được những cái tiềm năng rất là khác nhau của các học sinh, không cho phép các bạn ấy thể hiện ra được những cái cá tính độc đáo của mình, không cho phép các bạn ấy được mơ ước, các bạn được có thể là có những cái ước mơ, có những cái hy vọng hoặc là có những cái khát vọng đóng góp gì đó, các bạn thỏa mãn được cái đó thì sẽ đôi lúc làm cho các bạn học sinh khi mà đến trường ấy, cảm thấy đây là cái việc mà mình bắt buộc phải, chứ không phải là mình thích hay là mình muốn hay là mình yêu cái việc học nữa. Và cái việc từ cái chuyện là chúng ta tự ra lệnh cho bản thân mình là nhá, đến trường là mình phải thế này, mình cần thế này, mình nên thế này, mình cố thế này, thì tự nhiên nó đã làm cho cái việc học nó không thú vị và nó không hạnh phúc rồi. Nếu mà ví dụ chúng ta đến lớp mà chúng ta với một cái tâm thế là gì, à ôi mình hôm nay mình thích được cái này, hoặc là mình muốn cái này, hoặc là ví dụ như hôm nay ta đã chinh phục được câu hỏi này hoặc câu hỏi khác này, thì tự nhiên hoạt động mình nó vẫn thế, nhưng mà cảm xúc ở trong người của chúng ta nó đã trở nên tích cực hơn rất nhiều rồi. Vâng, quay trở lại với Mai Phương. Vâng ạ. Có thể thấy rằng là quan trọng nhất là bản thân mình cũng phải tạo ra cái động lực cho mình nữa.
Chứ còn nếu mà mong chờ quá nhiều người để tạo ra động lực để mình đi học hay tạo ra động lực để mình cảm thấy hạnh phúc thì cũng rất là khó. Mà hạnh phúc hay không thì cũng là do cá nhân mình thôi. Và như anh Nam nói cũng rất là hay, đó là một con cá nó chỉ hạnh phúc khi nó được bơi. Còn bây giờ bắt nó đi bộ thì đương nhiên là nó sẽ không thể nào mà hạnh phúc được. Và mong rằng là tất cả các bạn khán giả khi mà xem livestream này thì mọi người cũng sẽ bắt đầu tìm được ra cho mình được cái niềm yêu thích, cái đam mê và thật sự mong muốn điều gì trong cuộc sống thì chúng ta sẽ hướng tới điều đó, thì chúng ta sẽ thật sự cảm thấy hạnh phúc. Đó. Và ngày hôm nay thì vừa rồi thì chúng ta cũng nêu ra những cái vấn đề mà một trường học hạnh phúc là như thế nào rồi này, rồi không hạnh phúc, chưa hạnh phúc thì sẽ có những cái điều gì khiến cho các bạn ấy chưa hạnh phúc. Thế thì bây giờ chúng ta sẽ đưa ra một cái giải pháp nào đấy khiến cho các bạn xem livestream ngày hôm nay các bạn ấy có thể rút ra một cái bài học nào đấy hoặc là học hỏi một chút kinh nghiệm nào đấy chẳng hạn, đúng không ạ? Từ phía Lương Thùy Linh đi, thì theo Lương Thùy Linh thì mỗi cá nhân cần làm gì để có thể xây dựng được một cái ngôi trường hạnh phúc? Đối với Linh thì Linh nghĩ là cái ngôi trường hạnh phúc nó sẽ xuất phát từ mỗi cá nhân. Nếu như mà mỗi cá nhân đều là những cá nhân hạnh phúc thì ngôi trường đó sẽ là một cái ngôi trường hạnh phúc. Và về phía cá nhân thì Linh nghĩ là cái điều đầu tiên các bạn học sinh, sinh viên nên thực sự hiểu bản thân có thế mạnh ở những cái môn học như thế nào hoặc là thích học những cái môn như thế nào. Nói chung là các bạn phải là người hiểu các bạn nhất thì các bạn mới có thể định hướng cho bản thân mình là nên theo ngành học nào hay là nên tập trung học vào cái môn nào nhiều nhất để các bạn để cho khiến cho cái trải nghiệm học tập của các bạn nó trở nên dễ dàng, thoải mái và có tính khám phá nhiều hơn. Linh nghĩ là khi mà chúng ta tìm được đúng cái kiến thức mà mình mong muốn học hỏi, mình mong muốn tìm hiểu và khám phá thì cái hành trình học tập lúc đấy nó không phải giống như cái kiểu là có ai đấy bắt mình học, mà đây là mình tự nguyện mình tìm hiểu về nó thì nó sẽ tạo cho mình một nguồn hứng khởi rất là lớn. Linh nghĩ là bên cạnh cái việc là mình phải hiểu bản thân mình, Linh nghĩ là các bạn cũng nên nhìn xung quanh mình xem là bạn bè của mình họ có cần sự giúp đỡ từ mình không. Linh nghĩ là khi mà một cá nhân hạnh phúc, người ta sẽ được hạnh phúc hơn nếu như họ có thể lan tỏa cái sự hạnh phúc và hài lòng đó tới những cá nhân khác. Họ sẽ làm đầy những cái khoảng trống của những cái cá nhân khác, những cái cá nhân mà chưa hạnh phúc. Khi mà chúng ta khiến những người xung quanh hạnh phúc thì chắc chắn là chúng ta sẽ có một môi trường toàn là những người hạnh phúc. Có thể thấy là xuất phát quan đối với Lương Linh thì xuất phát quan trọng nhất là từ mỗi cá nhân. Cũng giống như chúng ta đi học ấy, chúng ta luôn hạnh phúc và cái điều hạnh phúc của mỗi cá nhân thì cũng lan tỏa. Bởi vì cứ điều tốt đẹp thì lan tỏa thôi. Mai Phương thì cũng nghĩ như thế. Và khi mà trong một lớp học nhiều người hạnh phúc thì trường học cũng sẽ có nhiều lớp học hạnh phúc tương đương, đúng không ạ? Còn đấy là cương vị của những cá nhân suy nghĩ. Còn theo anh Nam, bởi vì là bây giờ thì chúng ta có thể thấy rằng là hạnh phúc thì là một cái định nghĩa rất là lớn, và đặc biệt là một ngôi trường hạnh phúc thì còn rất là nhiều yếu tố nữa. Chúng ta đang nhắc đến không chỉ là các bạn đi học mà còn cả thầy cô, cả phụ huynh. Làm sao để cả ba đối tượng này khi mà có một trường học mà hạnh phúc cho con của mình này, hay là các bạn ấy đi học hạnh phúc, hay là thầy cô đi dạy một cách hạnh phúc, thì Mai Phương nghĩ rằng là có rất nhiều yếu tố cần phải gọi là cùng nhau hòa quyện. Ngoài cái việc mà chúng ta có cái sự thay đổi của từng cá nhân, những cái hành động bình dị đơn giản hay là những cái thứ nhẹ nhàng giống như là phải làm, thì theo anh Nam là có cần phải một cái chính sách vĩ mô nào đấy đến từ các cơ quan chức năng để giúp cho chúng ta có một cái trường học hạnh phúc hơn và nhiều trường học hạnh phúc hơn không ạ? Vâng, xây dựng trường học hạnh phúc đang là một cái mục tiêu của ngành giáo dục đào tạo, cho nên là công đoàn ngành giáo dục đào tạo của chúng ta cũng đã phát động cái chương trình xây dựng trường học hạnh phúc từ năm 2019 rồi. Và bây giờ thì chúng ta cũng đã chia sẻ với nhau rất nhiều, trường học hạnh phúc nó có thể là một cái khái niệm gì đấy rất là trừu tượng, nhưng mà trên thực tế nó lại là những thứ mà chúng ta có thể xây nên bằng những cái hành vi ứng xử hàng ngày. Trường học hạnh phúc là nơi mà các mối quan hệ giữa người với người trở nên rất là tích cực. Rồi ví dụ như các thầy cô sẽ có những phương pháp dạy học phù hợp mà để làm cho học sinh cảm thấy hài lòng và hạnh phúc, không cảm thấy bị sợ hãi. Ví dụ như là mỗi buổi sáng đến lớp là bắt đầu lo lắng là bị dò bài, hay là ví dụ như là bài tập giao về nhà quá nhiều giống như lúc nãy các bạn có chia sẻ trên livestream, đúng không? Rồi ví dụ như môi trường trở nên là an toàn và thân thiện hơn, mọi người không còn cảm giác là lo lắng sợ hãi vì những cái nguy cơ mình có thể bị bắt nạt hay là có những cái sự kiện gì đó bạo lực mà nó xảy ra ở xung quanh trường. Thế thì mỗi ngày
mỗi người của chúng ta đều có thể làm cho môi trường của chúng ta vốn đã hạnh phúc rồi trở nên hạnh phúc hơn. Chẳng hạn ví dụ như mỗi cá nhân sẽ chỉ cần chú ý đến việc là chào hỏi và tươi cười với nhau thôi. Mỗi buổi sáng khi mà đến ở chúng mình có những cái cách thức chào nhau theo một cái kiểu gì đấy đã quy định thôi, cộng tay với nhau này, high five này, hoặc là ví dụ như có một cái hành động gì đấy khi mà chúng ta tới lớp, cái nơi mà chúng mình gặp cô rồi là gặp các bạn khác ấy. Đấy, bản thân là những cái môi trường mà ở cái cấp học nhỏ nhé, các thầy cô đứng trước cửa lớp giang tay đón chào mỗi học sinh ngay từ cổng, đây cũng là cách thức để làm cho lớp học và trường học trở nên hạnh phúc hơn. Rồi cô sẽ cho các em những cái điều mà các em mong chờ, chẳng hạn ví dụ như khối lượng bài tập về nhà biến thành các hoạt động để các em có thể là giúp đỡ được gia đình, không có bài tập về nhà cuối tuần, rồi là có thêm các cái trò chơi thú vị mà thông qua các trò chơi thú vị đấy các em có thể kết nối và tìm hiểu nhau được tốt hơn. Rồi thậm chí là gì, cô dành một chút thời gian có thể gặp riêng để hiểu thêm về từng em một. Hay là ví dụ như có rất nhiều các thầy cô ấy là dành thời gian để cùng ăn bữa trưa với cả các bạn học sinh. Cái điều đấy cũng làm cho mỗi chúng ta cảm thấy được quan tâm và cảm thấy hạnh phúc hơn, đúng không ạ? Hay ví dụ như là chúng ta sử dụng sự hài hước khi mà một bạn nào đấy có cái câu trả lời sai chẳng hạn, thì thay vì là chúng ta nói ô sai rồi, thì đây sử dụng sự hài hước để cho bạn ấy nhìn thấy được rằng ha, mình phải nghĩ theo cách này này, mình phải làm theo cách khác. Tự nhiên là cái cảm giác là mình sai rồi, mình kém, nó không còn nữa, mà thay thế vào đấy là gì? À, niềm vui, tất cả mọi người cùng cười. Và chính chúng ta ấy, khi mà cười được với cả những cái sai của chúng ta, thì chúng ta sẽ có động lực để chúng ta thử lại, và chắc chắn là lần sau chúng mình sẽ không sai nữa. Rồi bây giờ rất là nhiều môi trường nhé, là kết hợp cả âm nhạc, kết hợp cả các cái gọi là yếu tố nghệ thuật để cho các con được phép là thể hiện những cái cá tính rất là độc đáo của các bạn lên. Rồi thậm chí là có cả những cái hoạt động để giúp cho các bạn cân bằng và quản trị cảm xúc, có những cái giờ gọi là tất cả mọi người đều cùng thư giãn với nhau. Trước cái kỳ thi chẳng hạn, cô với cả thầy nói là bây giờ nhá, có một cách thức để giúp cho các con chuẩn bị tinh thần vào cái bài kiểm tra rất tốt nhá, ngồi thư giãn 15 phút. Xong rồi là thầy cô có thể cho các con một số những câu tự nhủ tích cực khi mà các bạn cảm thấy lo lắng mà vào bài kiểm tra ấy, thì các con có thể nói rằng là trước đây mình cũng lo lắng nhưng mà mình đã vượt qua được, và bắt đầu nghĩ đến những cái cách thức mà chúng ta đã làm trong quá khứ để giúp cho chúng ta vượt qua nỗi lo lắng. Có rất nhiều thứ để giúp cho lớp học hàng ngày rồi là từng tiết học của các thầy cô trở nên hạnh phúc hơn, chỉ bằng cách là gì, chúng ta sẽ thực sự để tâm vào những cái lớp học trò của chúng ta thôi, để làm cho các con mỗi ngày sẽ có một cái điều thay đổi gì đó và làm cho cảm xúc của kể cả chúng ta cũng như là của những đứa học trò trở nên là tích cực hơn. Dạ vâng ạ. Lúc nãy thì em có đọc được một comment của một anh chị, chắc là một cái người mà có con đi học ấy, thì anh chị có chia sẻ rằng là bây giờ con đi học, đặc biệt là cho con đi học vào lớp 1 ấy, là một áp lực của phụ huynh. Em nghĩ rằng là phụ huynh cũng là một yếu tố mà hiện tại chúng ta cần phải tạo sự hạnh phúc cho họ. Bởi vì nhiều khi mọi người kêu là cho con đi học mà áp lực lắm, dạy con học ở nhà cũng áp lực lắm. Nhưng em nghĩ là khi mà dạy con học ở nhà thì nó cũng là một cái chuyện mà khiến cho việc học hành hay là cái việc đi học của em không còn hạnh phúc lắm. Là khi mà bố mẹ thì mong muốn con là phải rất là tiếp thu, hay là về dạy con nhiều khi con không được theo ý mình là cũng cáu, rồi ảnh hưởng đến tâm trạng, rồi cũng không hạnh phúc. Thế thì cái câu chuyện liên quan đến cái việc mà phụ huynh, thế thì bây giờ chúng ta thử tìm một cái giải pháp hay là tìm cách làm sao để cho phụ huynh người ta cũng cảm thấy hạnh phúc khi mà đưa con người ta đi học. Đi học ở đây thì chúng ta có rất là nhiều cấp bậc, từ cấp 1 đến tận cấp 3 cơ, rồi sau này còn đại học nữa. Thì làm sao để cho các bậc phụ huynh cảm thấy yên tâm khi mà mình đưa con mình đến trường này, hay là cái cảm giác hạnh phúc khi mà đón con mình ra khỏi ngôi trường đó. Thì theo mọi người thì có lời khuyên nào dành cho các bậc phụ huynh không ạ? Thì chắc là sẽ cho Lương Linh trước đi nhỏ. Lương Linh cũng đang là một giảng viên, thì chắc là cũng sẽ có cơ hội tiếp xúc với một vài những phụ huynh này, và mình cũng là từng là học sinh thì mình cũng hiểu tâm lý bố mẹ. Thì Lương Linh nghĩ sao? Thực ra thì Linh cũng khá là, khi mà câu hỏi này và trường hợp phụ huynh làm như thế nào để phụ huynh cũng có thể hạnh phúc trong việc mà dạy con cái, thì Linh chợt nghĩ tới bố mẹ của mình, của Linh, và Linh cảm thấy thực sự là rất là vui khi mà, và rất là tự hào khi mà có bố mẹ đã luôn đồng hành với mình từ bé đến lớn. Và Linh nghĩ là
cái cách dạy của bố mẹ Linh thì cũng giống như các bố mẹ khác thôi. Bố mẹ Linh cũng rất là kỳ vọng vào con cái của mình sẽ đạt điểm số cao này nọ, rồi có những cái thành tích như thế này. Cũng mong là con có thể tiếp thu được những cái kiến thức mà các thầy cô dạy trên lớp. Nhưng mà bố mẹ Linh thì lại không có cứng nhắc theo đúng một kiểu là à ngày hôm nay là con học từng bài kiến thức thì về nhà con phải đọc vanh vách lại từng đấy kiến thức y hệt như vậy. Bố mẹ Linh thì đương nhiên là cũng có cái yêu cầu là con phải hiểu những cái kiến thức đấy, nhưng mà Linh thấy là cái cách dạy của bố mẹ Linh là mong muốn cái kiến thức đấy nó có thể được áp dụng vào đời sống hàng ngày hơn là chỉ đơn giản là Linh phải đọc vanh vách được từng đấy cái kiến thức đó. Chính vì vậy là Linh nhớ là từ ngày bé, từ hồi mẫu giáo cho tới hồi cấp 1, cấp 2 là bố mẹ Linh đồng hành rất sâu sát với Linh, và hầu như là những cái kiến thức về ví dụ như là sinh học, khoa học, vật lý, toán học thì những cái môn đó là Linh được cái sự trợ giúp của bố mẹ rất là nhiều. Đôi khi là làm những cái điều rất là đơn giản ở nhà thôi nhưng mà bố mẹ cũng sẽ lý giải là à tại sao, ví dụ như là tại sao cái rau này nó lại có thể ví dụ như là tốt cho sức khỏe con ở điểm nào, hay là tại sao con làm như thế này thì nó lại xảy ra cái sự kiện như thế kia chẳng hạn, thì bố mẹ Linh giúp Linh là có thể ứng dụng được những cái kiến thức mà Linh học được trên trường lớp vào cuộc sống hàng ngày. Và Linh nghĩ là đó là cái mục đích tối cao của cái việc mình đi học, đó là mình có thể ứng dụng được những cái kiến thức sách vở vào cuộc sống hàng ngày của mình. Và Linh nghĩ là cái cách đó cũng là một cái cách mà Linh cảm thấy là bố mẹ mỗi khi mà đồng hành với Linh á, dạy Linh những cái điều đó thì cảm thấy bố mẹ cũng rất là vui, cảm thấy như là bố mẹ cũng rất là đang tận hưởng những cái phút giây mà được đồng hành với con, như kiểu là họ cũng đang được sống, một phần là truyền đạt lại kiến thức cho con, một phần cũng như là họ đang được sống lại những cái ký ức tuổi thơ của họ ấy. Tại vì khi mà còn bé thì mình có rất là nhiều câu hỏi vì sao và mình hỏi bố mẹ rất là nhiều. Chính vì vậy là bố mẹ kiểu rất là vui khi mà được giúp đỡ con cái. Thì Linh nghĩ là đó cũng là một cách khiến cho bố mẹ hạnh phúc hơn khi mà dạy con cái, đó chính là luôn sẵn sàng để có thể giúp đỡ con, luôn sẵn sàng để có thể giúp con ứng dụng được những cái kiến thức mà các con đã học được trên trường lớp vào cuộc sống hàng ngày. Có thể thấy là đây cũng là một lời khuyên rất là hữu ích dành cho các bậc phụ huynh. Nhiều khi các bậc phụ huynh cũng gây áp lực trên con lên con của mình, và đấy cũng là một yếu tố khiến cho cái việc học hành nó không là một niềm hạnh phúc. Mai Phương biết rất là nhiều trường hợp ấy, là mọi người cứ bắt con mình phải học phải điểm số cao, nhưng mọi người không hiểu được rằng là vậy thì cái điểm số cao đấy mang lại điều gì cho con của mình ngoài thành tích. Tức là Mai Vương nghĩ đấy là một cái yếu tố rất hay mà Lương Linh chia sẻ ngày hôm nay, thì cũng sẽ khiến cho rất nhiều bậc phụ huynh xem được cái livestream này, mọi người cũng phải ngẫm xem là à mình cần điểm 10 của con để làm giúp con điều gì. Có mong muốn là cái điểm 10 đấy mang lại kiến thức cho con để con ứng dụng vào cuộc sống, hay là chỉ để thi đua thành tích với bạn thôi, thì những cái áp lực đó vô hình cũng tạo nên sự không hạnh phúc cho con của mình khi đến trường. Cảm ơn Lương Linh về cái chia sẻ lời khuyên rất là hay. Còn anh Nam thì sao? Anh có lời khuyên nào dành cho các bậc phụ huynh với cương vị là một thầy giáo, mình tiếp xúc với rất rất nhiều học sinh, vậy thì mình thấy là phụ huynh ở nhà nên như thế nào để các bạn và học sinh hạnh phúc này, rồi bản thân mình cũng là một người thầy mình cũng cảm thấy hạnh phúc này, và chính những người phụ huynh đó họ cũng cảm thấy vui vẻ và hạnh phúc ạ? Hạnh phúc là cái cảm giác nội tại ở phía bên trong. Thế cho nên là nếu mà phụ huynh mà muốn hạnh phúc ấy, thì chúng ta khó thay đổi con mình hay là khó thay đổi các thầy cô lắm. Mà cái quan trọng đấy là chúng ta thay đổi cái cách thức mà chúng ta nhìn nhận về một cái vấn đề. Ngay chỉ với cái quan niệm về thế nào là con mình thành công thôi, mà chúng ta có thể thay đổi đi thì cũng đã làm cho những đứa trẻ trở nên hạnh phúc và chúng ta hạnh phúc hơn rồi. Nếu mà chúng ta vẫn nghĩ rằng là thành công nó phải dựa trên thành tích thì đôi lúc nó sẽ tạo nên rất là nhiều các cái áp lực. Nhưng nếu mà chúng ta lại chỉ quan niệm rằng là bây giờ cái thành công ở đây là gì? Con cảm thấy là hài lòng với một cái công việc hay là một cái định hướng nghề nghiệp nào đấy mà con đã chọn. Con thành công là gì? Là đứa trẻ nó cảm thấy là nó đam mê một công việc gì đó, làm những công việc đấy dẫu là khó hay là dẫu là khổ nhưng mà con làm xong con cảm thấy nó vui vẻ lắm. Thì nếu mà ví dụ như thay đổi cái quan niệm như vậy thì bố mẹ có thể cũng sẽ khuyến khích con làm được những cái gì mà đứa trẻ nó cảm thấy rất là thích, và cũng sẽ không đặt nặng những cái áp lực, những cái ước mơ của bố mẹ lên cái đôi vai của đứa trẻ nữa.
Thế còn trở lại cái câu hỏi lúc nãy mà Mai Phương nói thì tôi cứ nghĩ là như thế nào, nhưng mà tại sao bây giờ cái việc các ông bố bà mẹ rất thích để đi đón con ở bậc mầm non nhé, tức là bố mẹ cũng cảm thấy hạnh phúc, và tại sao các cô giáo ở bậc mầm non thì các cô làm như thế nào? Cái thời gian mà giảng mà trả trẻ ấy, thì các cô là đứng này đưa từng đứa trẻ ra cho bố mẹ, và bao giờ cũng vậy thì thường là các cô là sẽ có một hôm nay con chơi đất nặng về chủ đề này, con vẽ gọi là về một cái chủ đề hoa quả hay là cái gì đấy, tức là mỗi hôm cô đều có một cái sản phẩm nào đấy mà con đã thực hiện được ở trên lớp, cũng đưa cho phụ huynh kèm một vài lời nhận xét về đứa trẻ là hôm nay con làm cái gì, hoặc là con tất cả những cái đó làm cho tự nhiên phụ huynh cảm thấy là gì, con cái họ được quan tâm. Và phụ huynh cũng biết được là à, hôm nay ở lớp con đã làm được những cái vấn đề gì, đã tham gia được những cái hoạt động gì. Cái điều đấy vừa giúp cho thầy cô ấy có thể định hướng luôn được phụ huynh, ở về nhà phụ huynh biết là ở lớp con tham gia những hoạt động đấy thì phụ huynh là tạo điều kiện, hoặc là thậm chí là dạy thêm đứa trẻ. Nhưng mà cái nữa là phụ huynh cảm thấy rằng là mỗi một ngày đến trường, đến lớp, con đã học được một cái điều mới, họ cũng cảm thấy trân trọng những người thầy, người cô của con mình. Tại vì mỗi một hôm cô đều quan tâm đến các bạn ấy, cô đều chia sẻ một số thông tin về các bạn ấy. Thế thì đấy là đối với bậc mầm non thì thường là các cô làm được cái điều đấy nhiều hơn, và vì vậy làm cho phụ huynh cũng cảm thấy là an tâm được nhiều thứ hơn. Nhưng mà bây giờ cứ càng lên cấp cao thì rõ ràng là nhiều lúc cô cũng không có đủ thời gian để mà chia sẻ được những cái điều đó với cả phụ huynh. Đấy. Và đôi lúc thì thậm chí là bản thân chính các thầy cô cũng bị có những cái áp lực liên quan đến cái thành tích, và vì vậy cho nên là cái áp lực của chính các thầy cô ở trên lớp đôi lúc lại cũng bị truyền sang bố mẹ, áp lực của bố mẹ thì cuối cùng lại truyền sang đứa trẻ. Tại vì đứa trẻ nó sẽ là người ở phía dưới cùng, sẽ chịu rất là nhiều các cái tầng lo lắng hoặc là cái cảm xúc không tích cực của người lớn. Đấy, và vì vậy cho nên là cái chính cái mà quan trọng nhất đấy là chúng ta sẽ cần phải chuyển hóa cái nhận thức của cả phụ huynh, của cả thầy cô, để giúp cho thầy cô và phụ huynh cũng trở nên là hạnh phúc hơn. Chúng ta sẽ nghĩ chúng ta đều là những con người rất quan trọng với đứa trẻ, có ba người thầy để giúp cho đứa trẻ thành công ở trong thế giới này. Cái thứ nhất chính là bố mẹ là người thầy đầu tiên. Thứ hai chính là thầy cô ở trên lớp, tại vì là thầy cô cũng dành khá lớn thời gian so với bố mẹ để mà dạy con cái đấy. Và cái thứ ba nữa, người thầy thứ ba chính là môi trường giáo dục xung quanh chúng ta. Tức là bây giờ có rất nhiều cái tri thức nó đã có ở trên cái không gian mạng rồi, nó sẵn có ở đấy rồi, mình làm như thế nào đấy để có thể là ba người thầy này hợp tác được với nhau, hiểu nhau và cùng hỗ trợ lẫn nhau thì sẽ giúp cho con cái của chúng ta sẽ đạt được cái mục tiêu cuộc đời một cách hạnh phúc, chứ không phải là chịu áp lực về mặt thành tích nữa. Thì đó là cái cảm nhận, cái chia sẻ của tôi về cái việc là chúng ta cần phải hỗ trợ lẫn nhau. Ai cũng đều là những người thầy của con, và chúng ta đều có những cái vai trò rất là quan trọng. Chỉ có mỗi cái là những người thầy của các con bây giờ đều căng thẳng quá. Người thầy làm cha mẹ thì càng ngày cũng càng ít thời gian hơn dành cho con vì áp lực công việc. Người thầy cô ở lớp ấy thì bây giờ cũng phải đối diện với rất là nhiều áp lực, kể cả áp lực về cuộc sống. Đấy, còn là cái người thầy thứ ba là môi trường giáo dục ấy, thì tốt xấu đang xem ở trên mạng có nhiều thông tin hữu ích, nhưng mà cũng có nhiều tin giả, cũng có nhiều những cái thông tin mà nó không phù hợp với cả văn hóa thuần phong mỹ tục. Đấy, vì vậy cho nên là muốn cho các con hạnh phúc, những người thầy đầu tiên phải làm gương trước, cũng phải trở nên hạnh phúc. Môi trường giáo dục cũng cần phải gặn mục khơi trong, dẹp những cái ác, cái không thiện là đi, để có thể giúp tạo nên một cái môi trường an toàn. Vì an toàn nó sẽ là cái yếu tố nền tảng để giúp cho chúng ta cảm thấy hạnh phúc hơn. Dạ vâng ạ. Có thể thấy rằng là có ba yếu tố như Mai Phương đã nói là học sinh, phụ huynh và giáo viên tạo nên một ngôi trường hạnh phúc, thì ba cái yếu tố này luôn liên kết với nhau.
À, như anh nói rằng là nếu mà thầy cô mà tạo áp lực lên học sinh thì học sinh là về là phụ huynh cũng tạo áp lực ngược lại học sinh, thế là cuối cùng là các bạn học sinh là cái người mà chịu áp lực nhiều nhất ở trong câu chuyện này. Đó. Và em như em cũng được biết thì như em cũng lúc nãy cũng có chia sẻ đấy, cái vấn đề đề nổi cộm ở cái việc mà khiến cho các bạn ấy không hạnh phúc nhiều, ngoài cái việc mà áp lực học hành, áp lực cái việc mà mình học những thứ mình không thích, thì nó còn liên có cả những cái áp lực liên quan đến bạo lực học đường. Và cái chủ đề này thì có lẽ chúng ta được nói và nghe quá nhiều ở khắp mọi nơi, đặc biệt là trong thời gian gần đây. Thì không biết rằng là theo những cái hiểu biết cũng như trải nghiệm cá nhân của Lương Linh, thì Lương Linh nghĩ là cái vấn đề bạo lực học đường ở trường học hiện nay nó đang diễn ra như thế nào này, và đặc biệt là mình có cái cách phương pháp nào để mình có thể cải thiện nó không? Bởi vì Mai Phương biết là cái câu chuyện này thì là câu chuyện mà gần như trường nào cũng có. Mức độ thì nó thay đổi theo tùy trường thôi, có trường thì mức độ nhẹ nhưng mà cũng có trường thì mức độ nặng. Và đấy cũng là một yếu tố khiến cho các bạn học sinh và cảm thấy thật sự là rất sợ đến trường, thì mình phải tìm ra một cái cách nào đấy để cùng nhau xử lý, và đặc biệt là dành những lời khuyên cho những cái bạn đó để các bạn ấy tìm cách bảo vệ bản thân. Linh nghĩ là dạo này thì mọi người chắc là cũng đọc được rất là nhiều cái tin tức về việc bạo lực học đường. Linh nghĩ là cái việc này nó thực ra là có lẽ là sẽ có rất là nhiều nguyên nhân cho lý do tại sao mà chúng ta nhìn thấy nhiều vụ bạo lực học đường như vậy. Nhưng mà Linh nghĩ là một phần sẽ có thể là cũng là ví dụ như là những người đi bắt nạt chẳng hạn, có thể là họ cũng có những cái nỗi đau, nỗi niềm riêng của họ, họ có những cái trải nghiệm mà họ có thể là ví dụ như là từ bạo lực gia đình chẳng hạn, nên là họ mới có những cái hành động như vậy tới với những cái bạn bè đồng trang lứa của họ. Và cái điều thứ hai mà Linh nghĩ nó cũng là một nguyên nhân sâu xa và khá là lớn, đó chính là chúng ta đặt ra rất là nhiều những cái tiêu chuẩn cho mọi người trong xã hội, cho mọi người xung quanh. Chính vì vậy mà khi mà chúng ta nhìn thấy một cái cá thể nào đấy họ khác lạ một chút thì chúng ta coi đó là không chấp nhận được, và chúng ta sẽ có cái xu hướng là tẩy chay hoặc là bạo lực học đường. Linh nghĩ là điều này thì Linh nghĩ là nó sẽ phải xuất phát từ cái sự tôn trọng, sự khác biệt của mọi người xung quanh. Linh nghĩ là mong là trong thời gian sắp tới thì sẽ có nhà trường sẽ có được những cái hoạt động để các em có thể hiểu thêm về cái điều này, có thể trải nghiệm nhiều hơn về việc là chúng ta phải cần phải tôn trọng những cái cá thể khác nhau trong cộng đồng. Linh nghĩ là khi mà chúng ta có thể tôn trọng sự khác biệt, có thể nhận ra được rằng là chính sự khác biệt đó nó sẽ tạo ra sự đa dạng của cái cộng đồng xung quanh mình, thì Linh nghĩ là những cái vụ bạo lực học đường nó cũng sẽ ít đi. Dạ vâng ạ. Có thể thấy là những chia sẻ của Lương Linh cũng là một cái chia sẻ, những chia sẻ rất là hay, và mong rằng là các trường học thì chúng ta cũng sẽ tìm cách để kết nối các bạn học sinh lại với nhau. Còn anh Nam ở cương vị bây giờ anh thì vừa là thầy này, giờ cũng phụ huynh, mình cũng hiểu là bây giờ các bạn đi học ấy, nếu mà mình có con mà con mình đến trường mà nhiều khi bị bắt nạt hay bị bạo lực, mình cũng rất là buồn và cũng rất là lo. Đấy, mình cũng rất là tức giận. Và cũng có rất nhiều bậc phụ huynh tức giận, có rất nhiều cách khác nhau tức giận, nhưng mà cũng có rất nhiều bậc phụ huynh tức giận theo những cái cách hơi tiêu cực, khiến cho mọi thứ nó tồi tệ hơn, khiến cho ngôi trường đấy trở nên xấu trong mắt nhiều học sinh khác chứ không chỉ là trong con cái của mình. Thì anh Nam, anh nghĩ rằng là cái câu chuyện bạo lực học đường ở đây thì mình sẽ cần phải có những phương án nào hay có lời khuyên nào dành cho ba yếu tố, ba đối tượng mà em có nhắc đến, đó là thầy cô này, trường học này và kể cả phụ huynh không ạ? Và các bạn học sinh nữa. Nói đến cái bạo lực học đường ấy, thì chúng ta hiểu là nguyên nhân cốt lõi ở dưới ấy, đấy là chúng ta đều đang bị quá tải, bị căng thẳng, có cái nguy cơ bị tổn thương về mặt sức khỏe tinh thần khá là lớn. Tại vì bây giờ rõ ràng là cuộc sống càng ngày nó cuốn trôi đi cực kỳ nhanh, và chúng ta lại đang sống ở trong một cái xã hội mà rất là nhiều thành tích và kỳ vọng của mọi người đều đặt lên mỗi chúng ta. Chúng ta lại luôn luôn sống ở trong cái thế giới mà kết nối 24 trên 7, cho nên là bây giờ mình lên mạng là mình nhìn thấy những cái tấm gương siêu thành tích, kể cả là mình học giỏi mấy chăng nữa, mình vẫn nhìn thấy có những người mà siêu hơn, và mình chả bao giờ mình cảm thấy thỏa mãn với cả bản thân mình cả được. Chúng ta sống ở trong một thế giới mà bị bội thực về mặt thông tin, chúng ta học nhiều đến như thế nào chúng ta cũng cảm thấy rất là dễ bị lỗi thời, vì là cái tốc độ thông tin nó cập nhật rất là nhanh.
Và vì là chúng ta cùng một lúc phải làm quá nhiều việc cho nên chúng ta phân tâm, thiếu thấu cảm lẫn nhau. Như vậy tức là sống ở trong một thế giới này, mình có nhiều áp lực này, mình kết nối liên tục, não bộ của chúng ta phải xử lý thông tin liên tục, thông tin trở nên quá tải và không thể nào tập trung toàn tâm chú ý vào một cái vấn đề gì đó. Tất cả những cái đó thì nó tạo nên là gì? Chúng ta sẽ rất dễ có những cái xích mích nhỏ hàng ngày. Nhưng mà cái xích mích nhỏ đấy nó lại không được diễn giải theo gọi là những cái quy luật của cảm xúc hay là với cái sự thấu cảm. Vì vậy cho nên là từ những cái xích mích rất nhỏ mà bình thường có thể là vô tình thôi, nhưng mà cuối cùng nó lại bùng phát, nó không có sự thấu cảm, nó bùng phát lên trở thành những cái mâu thuẫn khá là lớn. Rồi từ cái mâu thuẫn chỉ vì cái việc là quan điểm của bạn đúng hay quan điểm của bạn sai thôi, nhưng mà bây giờ nó lại chuyển đổi trở thành là gì? Ghét nhau, ghét cái thái độ. Không phải là tranh luận về đúng sai nữa mà là ghét cái thái độ. Ghét cái thái độ lại ở trên một cái không gian cực kỳ lớn của mạng thì bắt đầu lại bắt đầu chia phe. Thế thì bắt đầu nó trở thành những cái xung đột mang tính chất là lớn rồi. Khi mà các cái xung đột này không giải quyết được, gọi là tại vì nó đã lên đến đỉnh điểm rồi thì bắt đầu là nó biến thành những cái sự vụ ở trong cái cuộc sống thực, mà đấy là những sự vụ rất là nghiêm trọng. Và vì vậy cho nên là nếu mà cái cốt lõi ở đây là chúng ta sẽ phải làm như thế nào đấy để ngay từ những cái xích mích nhỏ ban đầu mình giải quyết luôn. Nhà trường có thể tổ chức ra những cái nhóm hòa giải ngang hàng để cho chính các bạn anh chị lớn ở trong trường ấy sẽ đứng ra phân xử cho những cái vụ việc mà có thể là hiểu lầm với nhau. Các bạn ấy tự giải thích với nhau ở trong một cái không gian mà có một cái người nào đấy cũng chứng kiến, có các cái phương pháp để giúp cho chúng ta kiểu hiểu nhau hơn. Sau đó thì những cái xích mích hiểu lầm đấy được giải tỏa, mỗi người bắt tay nhau một cái là thôi, xong, không có vấn đề gì. Thứ hai nữa là nhà trường với phụ huynh cũng phải giúp cho các con ấy có thêm được một số kỹ năng. Chẳng hạn ví dụ như kỹ năng kiểm soát được cái cảm xúc của mình. Đôi lúc thì chúng ta rơi vào trạng thái điểm sôi của cảm xúc, tự nhiên có một lời nói nào đấy của chúng ta nó vô thức nhưng mà nó mang tính chất tấn công, làm tổn thương người khác. Có những cái hành động của chúng ta cũng không đúng đắn lắm đâu, cũng làm tổn thương của người khác, nhưng mà nó là cái mồi lửa cho những cái mâu thuẫn xích mích. Vì sao? Thế vậy thì chúng ta cũng phải có những kỹ năng để mà kiểm soát được cảm xúc, vẫn thể hiện được cho người khác biết rằng là tôi, khi bạn làm như vậy tôi tức giận đấy, tôi cảm thấy bị tổn thương đấy. Thế nhưng mà mình nói ra theo cái cách thức mà không có gây hấn gì cả, không có tạo nên những cái xung đột tiếp theo. Rồi ví dụ như là khi mà chúng ta bị bắt nạt, bị quấy rối ở trên mạng thì phải có những cái kiến thức và cách thức đúng để chúng ta ứng xử, không làm cho bản thân mình bị rơi vào những cái tình huống mà gọi là trầm trọng hơn nữa. Đấy, khi chúng ta nhận diện ra được các cái tình huống bị bắt nạt hoặc là bị tấn công ở trên mạng, cách tốt, cách các bạn vẫn tin rằng là gì, mình phải quay trở lại, mình phải phản ứng lại luôn, mình phải bảo vệ bản thân mình. Nhưng mà cái đấy là sai. Cái đúng nhất là không phản ứng gì hết, để cho cái sự hoang mang ấy, nó quay trở lại đối với cả những cái người tấn công của bạn này. Cứ lẳng lặng thu thập bằng chứng, thu thập bằng chứng xong báo cáo đủ tất cả bằng chứng đấy cho những người có trách nhiệm, đưa các cái thông tin cho các cái nền tảng, ví dụ như mạng xã hội. Tại vì bây giờ tất cả những cái nền tảng đều có tiêu chuẩn cộng đồng rồi, đều có những cái cách thức để mà block các cái tài khoản mà mang cái tính chất là tấn công lại. Rồi thậm chí là có những cách thức để mà báo cáo để giúp cho tất cả những cái nội dung mang tính chất tấn công đấy nó sẽ bị cấm. Đấy thì chúng ta cần phải dạy thêm cả những cái kỹ năng để ứng phó với cả những cái biểu hiện bắt nạt hay là biểu hiện bạo lực. Rồi ngay kể cả việc là bạo lực trên thực tế, khi mình chứng kiến bạo lực đấy thì chúng ta nên xử sự như thế nào? Chúng ta thể hiện ủng hộ đối với cả những cái người bị bắt nạt là nạn nhân của bạo lực ra sao? Chúng ta sẽ dũng cảm để đứng lên ở trong cái bối cảnh mà cũng đảm bảo sự an toàn của mình như thế nào để có thể vẫn đấu tranh với những cái biểu hiện bạo lực được. Thì tất cả những cái đó trách nhiệm của nhà trường, trách nhiệm của phụ huynh cũng cần phải tham gia vào đó. Chứ không phải giống như một số phụ huynh mà tại sao con lại yếu thế nhỉ? Con bị bắt nạt, con phải bắt nạt lại chứ. Con bị đánh, con phải đánh lại chứ. Đấy là những cái mà mình cũng làm cũng sai rồi. Thì xã hội phát triển, các cái quy tắc nó cũng được cập nhật. Bản thân phụ huynh cũng phải cập nhật những cái quy tắc đấy, khuyến khích con mình ứng xử với theo những cái quy tắc ở trên mạng xã hội. Chẳng hạn Bộ Thông tin Truyền thông có đưa ra các quy tắc ứng xử trên mạng xã hội đúng không? Rồi là ví dụ những cái kiến thức đúng để mà
nhận diện sớm những cái biểu hiện bị bắt nạt hay bạo lực và cái cách thức để chúng ta kiểm soát được cảm xúc, xử lý được những cái sự việc ngay từ mới ban đầu thì nó sẽ giúp cho chúng ta sẽ an toàn hơn trong thế giới thực và cả trên thế giới ảo nữa, để trở nên hạnh phúc hơn. Vâng, có thể thấy những cái chia sẻ của anh Nam rất là bổ ích. Đúng là không phải chỉ các bạn học sinh đâu, mà kể cả là những ai mà hoạt động mạng xã hội rồi là bị tấn công bạo lực mạng xã hội thì mọi người cũng có thể rút ra được cái bài học cho mình. Vừa rồi thì chúng ta có nói đến là cái việc mà các bạn chủ yếu là sẽ là các bạn nhỏ đi học thì các bạn ấy sẽ gặp trường hợp bạo lực học đường. Nhưng mà bây giờ thì Mai Phương biết là cũng có rất là nhiều các bạn thanh niên, tức là tầm khoảng là học cấp 3 rồi ấy, 16, 17, 18 tuổi, các bạn cũng xảy ra cái những cái trường hợp bạo lực học đường và nó nghiêm trọng hơn cái hồi đi học cấp 1, cấp 2 rất là nhiều. Mai Phương nghĩ rằng là để xử lý được tình huống đấy nó còn khó hơn rất nhiều so với việc là xử lý những trường hợp còn nhỏ. Bởi vì là những cái lứa tuổi đấy là cũng lứa tuổi mà đang tuổi trưởng thành, nên là cũng rất là khó để nghe lời bố mẹ này, nghe lời người thân, hay là cũng mình khuyên là đừng đánh bạn hay gì đấy thì cũng rất là khó với những cái người các bạn ấy đang ở một cái lứa tuổi mà rất là khó để nghe lắng biết lắng nghe. Thế thì với những cái trường hợp mà những cái bạn trẻ mà các bạn ấy đi học lớn một chút ấy, tầm lớp 10 đổ lên mà các bạn gặp cái tình trạng mà bị bạo lực học đường, thì không biết là mình có một cái lời khuyên, chúng ta ở đây những người làm giáo dục có một cái lời khuyên nào đấy dành cho những cái bạn trẻ mà các bạn ấy gặp tình trạng như vậy mà các bạn ấy đang chưa tìm được cách để có thể giải quyết cũng như là giải thoát được cái câu chuyện bạo lực học đường để các bạn ấy đi học được vui vẻ và thoải mái hơn không? Thì theo Lương Linh, thì nếu mà Lương Linh có lời khuyên nào cho những cái bạn như vậy thì Lương Linh sẽ nói gì? Linh nghĩ là Linh mong là tất cả các bạn khi mà tới trường, các bạn sẽ có cho mình một hoặc một vài người bạn thật là thân để các bạn có thể nói bất kỳ điều gì, kể cả những cái trải nghiệm tồi tệ nhất, ví dụ như là bạo lực học đường. Linh tin là những cái trải nghiệm đó, một khi mà chúng ta đã nói được nó ra ấy, thì giống như là mình đã giải tỏa được một nửa rồi. Và cái việc giải quyết thì nó sau đấy khi mà nói xong ấy, thì hầu như là mình đã giải quyết được một nửa rồi, mình đã nhẹ lòng đi rất là nhiều rồi. Và bên cạnh đấy thì Linh cũng mong là các bạn sẽ đừng bị sợ là mình bị bạo lực học đường thì mọi người khác sẽ không chơi với mình nữa hay là mình bị như nào đấy. Linh mong là các bạn sẽ chủ động tìm tới thầy cô, tìm tới nhà trường và những người mà có thẩm quyền chẳng hạn, những người lớn, để các bạn có thể bày tỏ lại cái vụ việc các bạn đã trải qua. Linh mong là các bạn sẽ thứ nhất là sẽ có một người bạn thân để luôn luôn bên cạnh mình, luôn luôn lắng nghe những câu chuyện của mình, và thứ hai là có thể tiếp cận được với các thầy cô, có thể nói, có thể giải bày được với các thầy cô, tâm sự với các thầy cô về những gì mà mình đã trải qua. Linh tin là với hai cái nguồn động lực rất là lớn này thì bạo lực học đường sẽ chỉ còn là một vấn đề rất là nhỏ thôi. Vâng ạ. Còn anh Nam thì sao ạ? Anh chia sẻ một chút về vấn đề này đi ạ. Vấn đề bạo lực học đường ấy giống như cái việc là đẩy xe lên dốc, muốn bảo vệ học sinh trước cái vấn nạn bạo lực học đường giống như đẩy xe lên dốc, tức là chúng ta luôn luôn phải cố gắng, và cái công việc này nó đòi hỏi cái sự tận tâm. Cứ khi nào chúng ta cảm thấy là mọi thứ nó cứ băng băng đi thì có nghĩa là nó đang xuống dốc rồi, chứ không phải là nó đang đi lên, chúng mình đang bảo vệ. Cái thứ hai nữa là bây giờ chúng ta cũng nhìn thấy là cái bạo lực học đường bây giờ nó không còn đơn giản giống như trước đây, tức là nó cái việc nhận diện bạo lực học đường không dễ dàng. Trước đây chủ yếu là bạo lực truyền thống thôi, ở trên môi trường thực chúng mình có thể phát hiện được, chúng mình có thể bảo vệ được những cái bạn nào yếu thế, dễ là nạn nhân của bạo lực. Nhưng bây giờ ấy, thì nó lẫn lộn giữa cả cái môi trường thực và môi trường ảo, thậm chí là những cái bạn là hung thủ bị bắt nạt ấy, trước đây vốn là những cái người đã từng bị bắt nạt, là nạn nhân của việc bị bắt nạt, và vì là kiểu như là bạn ấy rất là ấm ức, vì vậy cho nên là bạn lại trở thành một cái kẻ bắt nạt, đóng một cái vai gì đó ở trên mạng để mà đi bắt nạt những cái người khác. Thế cái điều đấy thì cũng phải nhìn nhận một cách rộng hơn cả về nhu cầu tâm lý của những bạn bị bắt nạt. Và thường thì ở cái phương diện trường học ấy, ở đối với cả một số nước phát triển, khi mà con có hành vi bắt nạt những bạn khác, thủ phạm của bạo lực học đường ấy, người ta không phạt đứa trẻ đâu, người ta mời phụ huynh của bạn đấy cùng với cả bạn ấy đi học bắt buộc một khóa hành vi làm cha mẹ, tức là để cho cha mẹ là sẽ
phải học được cái cách thức là ứng xử như thế nào, làm gương cho con như thế nào, kiểm soát cảm xúc của con như thế nào, ứng xử với những cái hành vi sai của bạn ấy ra sao, và sẽ chia sẻ với con là khi mà con bị bắt nạt thì con sẽ cần phải làm gì cho nó đúng. Thế còn tất nhiên là trong những cái câu chuyện hàng ngày, giống như lúc nãy là Lương Linh có nói, phụ huynh sẽ phải làm thế nào đấy để cho đứa trẻ nó cảm thấy là nó vẫn có một cái không gian rất an toàn và tin tưởng để tất cả những cái bí mật gì đấy của các em vẫn có thể chia sẻ được với cả cha mẹ. Mình không bị một cái gọi là định kiến rằng là mình bị bắt nạt thì có nghĩa rằng đấy là mình kém, hoặc là mình không có ý chí, hoặc kiểu như là mình kiểu là bất lực, và bây giờ mình nói ra thì chỉ gọi là bộc lộ những cái điểm xấu của mình ra cho những người khác thôi. Rồi ví dụ như là cái niềm tin của các em là mình mà tiết lộ ra thì chả giải quyết được vấn đề gì đâu, thậm chí lại còn bị nhiều cái hệ quả hơn. Tại vì những cái kẻ bắt nạt bao giờ họ cũng sẽ đe dọa xem là nếu mà thông tin này mà lộ ra là chết đi nhá, rồi thế này thế khác. Thế thì bây giờ mình phải giúp cho các em thay đổi cái niềm tin đấy. Và bố mẹ và thầy cô ấy, khi mà một bạn học sinh nào chia sẻ về cái vấn đề bị bắt nạt hay là bị bạo lực ấy, thì kể cả là trong tình huống chúng ta chưa tin lắm, nhưng chúng ta phải thể hiện ra phía bên ngoài là chúng ta tin. Thì chúng ta sẽ phải tìm kiếm các cái nguồn thông tin khác để chúng ta check, và chúng ta cố gắng là bảo vệ những đứa trẻ. Vì khi mà những cái thông tin bạo lực bị tiết lộ ra, chúng ta không có bảo mật mà lại không có hành động phù hợp, thì có khi sẽ dẫn đến những cái hệ quả mà tồi tệ hơn cho các bạn, thì làm cho các bạn càng ngày càng lại không muốn chia sẻ những cái việc đó nữa. Và một cái điều cuối cùng nữa thì tôi nghĩ rằng là về cách ứng phó, có rất nhiều bạn học sinh đang có niềm tin rằng là ừ thôi, bạo lực học đường nó là cái vấn đề ai cũng phải trải qua để lớn lên ấy mà, cho nên là thôi kệ nó đi, quên nó đi thì nó nhẹ, không nghĩ về nó nữa thì nó ổn, rồi nó sẽ tự biến mất. Không bao giờ có chuyện là những cái hành động đấy là nó tự biến mất, nó chỉ có dừng lại hoặc nó leo thang hơn vào một cái thời điểm nào đó thôi. Đấy, cách thức mà ứng phó đúng nhất vẫn là tìm ra được những người an toàn, những cái người có thể hỗ trợ mình để chia sẻ câu chuyện đó, đặc biệt là những người lớn, những người có cái trách nhiệm. Đấy. Và bên cạnh đó thì mình cũng phải học một số cái kỹ năng để trở nên gọi là kiên định hơn, kiên cường hơn. Tiếng Anh là assertive, tức nó không phải aggressive, nhưng mà nó phải tự tin để đứng trước một cái hành vi nào đấy mà mang tính chất là bạo lực hay bắt nạt. Chúng ta vẫn phải có thể là tự tin và nói rằng là bạn dừng lại, hành vi này là không phù hợp. Nếu mà bạn làm như vậy, tôi cảm thấy rất là tổn thương và đau lòng. Tôi thậm chí sẽ phải tìm một cái cách thức nào đấy chia sẻ với những người lớn. Đấy, ví dụ mình chỉ nói như vậy thôi, không làm tình huống nó trở nên quá căng thẳng, mang tính chất đối đầu, nhưng mà vẫn phải đủ cái sự tự tin để mà làm cho cái hành vi đó nó dừng lại. Thì đấy là quan điểm từ cái khía cạnh nghiên cứu của tôi. Trở lại mai. Vâng, có thể thấy là chúng ta đã trò chuyện với nhau được một tiếng đồng hồ. Và trong một tiếng vừa rồi thì cũng có rất là nhiều bài học được rút ra. Cá nhân Mai Phương thì cũng biết được rằng là vậy thì một trường học hạnh phúc được xây nên khi mà chúng ta phải hài hòa được cả ba yếu tố, đó là cả học sinh, phụ huynh và cả thầy cô. Tức là ba người này, ba yếu tố này phải luôn luôn liên kết với nhau. Đặc biệt là chúng ta không nên gây áp lực cho các bạn nhỏ. Khi mà mình gây áp lực học tập quá lớn thì cũng khiến cho các bạn không hạnh phúc. Hay là việc mà chúng ta không chịu lắng nghe cũng khiến cho các bạn không hạnh phúc. Kể cả cái việc mà bạo lực học đường để làm cho các bạn sợ hãi khi đi học đấy là cũng là từ cái việc mà chúng ta chưa đồng hành cùng với các bạn nhỏ, hoặc là chúng ta cũng chưa có cách xử lý thích hợp để làm sao để các bạn có thể ứng phó với những trường hợp như vậy. Thì sau những chia sẻ của hai vị khách mời thì có thể thấy rằng là không chỉ riêng Mai Phương mà rất rất nhiều các bạn đang theo dõi cái TikTok live ngày hôm nay, các bạn cũng rút ra được nhiều những cái bài học của mình. Và Mai Phương tin rằng là những thông tin ngày hôm nay cũng đáng để chúng ta suy ngẫm, để làm sao mà chúng ta sẽ cùng nhau xây nên được một ngôi trường hạnh phúc, không chỉ cho những bạn mà đang đi học, là chúng ta cùng nhau xây cái ngôi trường của chúng ta hạnh phúc, mà kể cả những bậc phụ huynh đang theo dõi live ngày hôm nay thì cũng biết cách để cùng với con xây dựng được những ngôi trường hạnh phúc. Và cảm ơn hai vị khách mời ngày hôm nay rất là nhiều vì đã chia sẻ đến với khán giả, đặc biệt là những người đang xem live stream ngày hôm nay, những cái thông tin vô cùng bổ ích. Và mong rằng là sẽ được lắng nghe thêm thật nhiều những cái thông tin bổ ích sắp tới, ở những thời gian tới liên quan đến chủ đề này, đến từ hai vị
khách mời. Bây giờ thì cũng ở cuối livestream rồi, thì không biết là hai vị khách mời có muốn chia sẻ điều gì với tất cả vị khán giả, đặc biệt là những người mà đang quan tâm đến chủ đề trường học hạnh phúc không ạ? Đầu tiên Lương Linh trước nhé. Mong rằng sau buổi live ngày hôm nay thì mọi người cũng có thêm những cái góc nhìn mới, những cái quan điểm mới về trường học hạnh phúc. Và Linh mong là trong thời gian sắp tới thì về phía các bạn học sinh, sinh viên thì Linh mong là các bạn sẽ tìm thấy thật là nhiều niềm vui trong việc học tập, trong việc khám phá ra những cái chân trời kiến thức mới. Còn các thầy cô giáo thì Linh xin được chúc cho các thầy cô giáo sẽ có thật là nhiều sức khỏe để tiếp tục lái những chuyến đò qua sông thật là thành công. Bên cạnh đấy thì cũng xin được chúc cho tất cả các quý phụ huynh sẽ luôn là những cái người bạn thân thiết nhất với con em của mình để có thể đồng hành cùng với các bạn trên chặng đường kiến thức này. Cảm ơn Lương Linh. Còn anh Nam thì sao ạ? Có lẽ là tôi sẽ xin gửi lời chúc đến tất cả các bạn học sinh sẽ luôn luôn có nhiều năng lượng và hạnh phúc khi tới trường, khi khám phá những cái chân trời kiến thức mà các bạn mong muốn. Và một cái điều tôi cũng muốn nhắn với cả các thầy cô cũng như là phụ huynh, đấy là chúng ta hãy giảm kỳ vọng, tăng thêm kỳ công để giúp cho các bạn học sinh mầm non tương lai của chúng ta trở nên vui vẻ và hạnh phúc hơn trên cái hành trình khám phá tri thức. Cảm ơn hai vị khách mời rất là nhiều với những cái chia sẻ bổ ích ngày hôm nay. Và cũng cảm ơn hai vị khách mời vì đã dành thời gian để tham gia buổi TikTok Live ngày hôm nay. Và lời cuối cùng thì Mai Phương xin được cảm ơn đến TikTok Việt Nam đã kết hợp cùng với ban tổ chức của chương trình Chia sẻ cùng Thầy Cô năm 2023 để tổ chức được cái buổi TikTok Live vô cùng bổ ích như thế này. Cảm ơn Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Bộ Giáo dục và Đào tạo và cả Tập đoàn Thiên Long đã cùng nhau xây dựng nên một cái chương trình mà phải nói rất ý nghĩa dành cho thầy cô, và để tiền đề để có một cái buổi TikTok Live ý nghĩa và được rất là nhiều các bạn trẻ tham gia và ủng hộ, để lại rất là nhiều những bình luận đáng chú ý. Và mong rằng là tất cả chúng ta ngày hôm nay thì đã có thêm thật nhiều kiến thức. Cảm ơn hai vị khách mời rất là nhiều. Bây giờ thì chúng ta sẽ dừng và cũng như là kết thúc buổi livestream ngày hôm nay. Cảm ơn tất cả ekip đã đồng hành cùng với hai vị khách mời cũng như Mai Phương để chúng ta có một cái buổi live thành công. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người ạ. Mọi người. Bye bye mọi người ạ. Mọi người.